Đây là đồ thị của F và X đúng không? Thì nhìn cái đường thẳng OX giùm em. Từ đây xuống dưới đây dấu trừ hết cho tôi. Đó, chỉ lẹ đó, dấu trừ thấy chưa? Tiếp tục, còn từ đây, từ trục OX lên trên là cái dấu cộng hết cho tôi. Cộng, cộng, cộng. Biết lý do tại sao lại viết quá trời dấu cộng không? Tại sao không viết một dấu thôi mà phải viết nhiều dấu vậy? Để nhìn. Để cho bạn nhìn cho nó dễ. Rồi bắt đầu này, nhìn từ trái sang phải, nhìn từ trái sang phải. Đang dấu gì? Chờ. Lên dấu gì? Cộng. Đổi dấu không? Ờ. Cực trị, một điểm, chốt. Tiếp, dấu gì? Cộng. Dấu gì? Chờ. Đổi dấu không? Cực trị, hai điểm. Tiếp, dấu gì? Chờ. Lên dấu gì? Cộng. Cực trị. Dấu gì? Cộng. Dấu gì? Cộng. Vậy này có phải là cực trị không? Ừ. Không, vậy mình có ba cực trị, chốt chưa? Ừ. Cực trị thứ nhất là đánh số 1. Từ dấu gì? Dấu Dấu trừ trừ sang dấu gì? cộng Dấu cộng. Dấu trừ đi xuống, dấu cộng đi lên, cực. cực tiểu Chốt. Dấu này dấu gì? Dấu cộng qua dấu trừ trừ đi lên, đi xuống, xuống cực. cực đại Đại. Dấu gì? Đâu lộn. Dấu gì? trừ Dấu trừ qua dấu gì? cộng Dấu cộng đi xuống, đi lên, cực. cực Cực tiểu tiểu. Vậy mấy cực tiểu? hay cực tiểu Hiểu không?